Carefully, my friend. Uống trà sữa quá nhiều nên đi đái. Đái liên tục. Cái ly con thi uống luôn rồi hả? Đang uống nè. Nãy giờ tôi nói hoài tôi bực mình nha. Mấy ông có bị óc chó không? Đã là những con nào có hiệu ứng trên đòn đánh thì nó mới lên cuồng đao, còn không có thì không có con nào mà đi thì rảnh mà lên hết, hiểu chưa? Chó hấp người nó hoài đéo hiểu, mệt. Chứ năm nay lên cuồng đao tới té ông nội mấy ông hả? Năm nay lên té ông nội mấy ông hả? Lên lấy cái gì? Lên để làm cái gì? Rảnh không? Nó có hiệu ứng gì vậy rồi nắm mà lên. Ơ hoài thông não ngược ngược. Chế mà chế ngu. Người ta gọi là chế đồ mà chế ngu á. Vậy cũng chửi vậy mấy ông ngồi coi chúng nó ngồi chúng nó nói hoài kìa. Làm nhai cũng biết nãy giờ mình nói 2-3 lần rồi bạn. Chỉ những con nào có hiệu ứng như đòn đánh nó mới lên cuồng đao thôi. Còn không hiểu hiệu ứng như đòn đánh như thế nào thì mẹ học chơi lại Liên Minh đi rồi đoạn tính. Mệt thiệt chứ. Bạn mới vậy nó chỉ có mấy điểm này mới thì có cái gì đâu mới. Như con Ire lên thì được. Irelia lên được. Tại nó có cái W. Kennen có tính là hiệu ứng không? À, hiệu ứng Kennen nó không có nhiều đam. Lên cũng được, Kennen lên cũng được, lên để đánh stun liên tục. Đánh bị stun á. Nó lên cuồng đao với cuồng cung á. Cái này lên cuồng đao cuồng cung mà đánh nhiều mục tiêu thì đánh tên liên tục luôn. Đánh kiểu ba tát tên lần. Lên cũng được chứ đi về đam thì nó không nhiều. Mình đang nói về hiệu quả lên cuồng đao, con gì mà không lên được, nhấn vô lên mua là mua được thôi, quan trọng nó hiệu quả hay là không. Đang nói về cái vấn đề hiệu quả. Cuồng đao đâu hiệu quả cho những con nào không có hiệu ứng nữa đâu. Nó chỉ giúp ông đánh nhanh thôi, ông mất 3000 vàng. Mà ông chỉ được tí tốc đánh. Với 25 đam, 25 AB, ông đây làm cái gì? Đó. Người ta tận dụng cuồng đao là người ta tận dụng cái hiệu ứng như nào đánh, chẳng hạn rác nó có cái ulti rộng thường thường là 3 cái mới nổ được 1 cái, vậy nó rút ngắn còn 2 cái đúng không, 2 cái được 1 cái gì cũng vậy, cái chém đôi của nó với lại cái nội tại e con gì nè, con lên cuồng đao kinh khủng, nếu mà lên cuồng đao thì chặt mạnh nhất rồi, cây le tóc mo vay và rớt. Mấy con cây xa mới ra thì lên được. Hiểu nó đánh như thế này này đó. Cái R nè. Hiểu nó đánh thường thường là trên mỗi đòn đánh sẽ có đam. Hoặc trên đó mỗi đòn đánh có đam giống như là cốc mò. Cốc mò nè, Varus nè. Rồi cây xa nè. Rồi Warwick nè. Irelia, Z. Trên mỗi đòn đánh của nó đều có đam.
hoặc là những con 3 stat có đam một lần như Aatrox, Zac, Vay thì nó mới lên cuồng đao thôi. Còn những con nào mình lên kiểu chi năm mê thì đam có nó nhờ chí mạng. Về nhờ đam chí mạng lên cuồng đao làm gì? Ông lên cuồng đao hết mẹ. Ờ không có phần trăm chí mạng thì ông lên mẹ cái ma vũ xung kiếm hay cái dao điện đi, 2k6. Nó mạnh hơn, nó còn có tốc độ di chuyển. Nói nãy giờ nó nói mấy lần đấy, ổng không chịu tiếp thu. Cái ngồi nó chin lên thì con này con kia lên. Mệt. It's on. Bring it on. Đu vô tường đi là được rồi, đu vô tường bật E lên là ngon rồi. Thôi vậy cũng được. Thôi, hay lắm. Sắp mặt là hết. It's on. Battle.
Anh trụ đầu và lấy cuồng đao chết bỏ. Ok. Chết bỏ, không có sợ. Anh tưởng em đánh MF chứ. Hả? Sao lại đánh bay rồi? Chưa bật R nữa đó. Trời ơi, combo này. Ông combo nhìn tù vậy. Gì nó biết đánh hài vào lờ. Nhìn đứng không biết chơi. Ready for battle.
let me at him. Với con lính đi, ăn được con nào ăn. Được tới nhà mấy đứa. Chát ui 2300 đam quá nhiều quá. Let me at him. Giờ ra đọc sứ giả sắp mặt sứ giả các. Tam hợp của cái này năn na so bục chát là chết người đó. Surprise, I'm back. It's on. Ready for battle. Quỷ tới. Ready.
đẩy nó ra. Let me at him. Bring it on. Đâu phải chó đến nó canh sẵn ở trong rồi. Đồ chó. Ủa láo. Giác mặn quá. Giác mặn và là ra độc Baron chơi này. Ra nồng đất xong Baron. Ở nhà kìa bấy. Rồi lúc bể mẹ nhà. Thế thì mình Baron bà. Cho ơi, ông tặng tôi cái máy về chơi game này. Ông là ai? Ông là cái gì tôi phải tặng ông?